Mình và chồng kết hôn được 7 năm, có với nhau một đứa con gái 5 tuổi. Hiện tại mình đang bầu đứa con thứ hai được 3 tháng. Suốt 7 năm bên nhau, chồng mình luôn thể hiện là một người yêu chiều vợ con hết mực, không đỏ đen, không nhậu nhẹt. Mỗi tội là công việc của anh thường xuyên phải tăng ca và về nhà muộn. Mẹ chồng mình là một người sĩ diện, nên mỗi lần có chuyện xảy ra, bà luôn bắt mình phải nhún nhường, đi xin lỗi người ta để bà có thể hãnh diện vì dạy được con dâu. Nhiều lần cũng ấm ức, nhưng nghĩ thương chồng, thương con, bà cũng lớn tuổi nên mình cũng cố chịu cho bà vui. Mình đã từng nghĩ hạnh phúc của gia đình mình cứ như thế thì đời này mình cũng coi như là thắng rồi. Ấy thế mà sự thật lại cứ thế tát cho mình một cú trời giáng. Hôm đó mình đang ru con ngủ thì nhận được tin nhắn của một chị cùng xóm chơi khá thân. Trong đó là ảnh chụp story của chị Hương hàng xóm cách nhà mình 2 căn. Trong story là ảnh hai bàn tay đan vào nhau. Sẽ rất bình thường nếu bàn tay đó không có một vết sẹo dài từ cổ tay xuống tận giữa ngón áp út. Càng rất bình thường nếu trên bàn tay đó không có chiếc nhẫn cưới của chồng mình. Lúc đầu lo lắng có chuyện hiểu lầm nên mình chỉ vào trang cá nhân của chị Hương để xác nhận lại thôi, thì thấy chị ấy chặn mình xem story mọi người ạ. Thế này thì còn gì phải suy nghĩ nữa, mình inbox gửi luôn ảnh chụp màn hình kèm lời nhắn: "Eo ơi, dạo này chị Hương có người yêu à? Thế là cu tí có bố mới rồi hen. Nhưng mà úp mỗi tay như thế dễ gây hiểu lầm lắm nha. Úp mặt đi xem chết trùng cho nha." Mình nghĩ khịa nhẹ như thế thì chị ta cũng tự hiểu rồi. Nhưng không mọi người, chị ta trả lời một câu xanh rờn: "Không đâu, này là bố của tí đó em. Anh ấy ghé thăm con, khổ, đi làm suốt nhưng vẫn cố dành thời gian cho con. Tội mỗi em, chồng đi công tác suốt, có chồng mà như không mà." Mình cũng không muốn đôi co nhiều làm gì, chỉ nhờ người quen có kết bạn với Hương kiểm tra xem là Hương còn đăng những bài nào mà chặn mình không. Mình chết ra mới sốc, Hương đăng rất nhiều bài lấp lửng, khi thì khoe cái đồng hồ của chồng mình, khi lại khoe tấm ảnh bước chân, khi lại bóng lưng. Đỉnh điểm là từ 2 năm trước, Hương đã đăng một tấm ảnh gia đình 4 người, nhưng lại che mặt hai người họ kèm caption bố và bà nội cho tí đi Hạ Long chơi. Đúng lúc lại khớp với đoạn thời gian mẹ chồng và chồng mình về quê thăm họ hàng. Nhưng em không thể chỉ dùng suy đoán để định tội một người được, nên em quyết định thuê người theo dõi Hương. Em cũng muốn biết tí có phải là con của chồng em không. Đúng là có tiền vào sẽ thấy khác biệt hẳn, năng suất không thể đùa được. Tròn một tuần sau, mình đã nhận được một loạt bằng chứng chứng minh được rằng Hương và chồng mình đang lén lút với nhau. Mình in toàn bộ bằng chứng rồi phát bụng đến nhà Hương để nói chuyện cho ra lẽ. Vừa thấy mình đến, Hương liền cười nói: "Ơ, Ngân tới nhà chị có chuyện gì à? Vào nhà chơi đi em." Mình từ chối vào nhà, chỉ nhìn chị ta nói: "Tôi biết chị đang lén lút qua lại với chồng tôi. Phận đàn bà với nhau tôi cũng không muốn làm khó chị. Tốt nhất là chị nên ngừng ngay việc lén lút qua lại với chồng tôi. Nếu không chị cũng đừng trách tôi không nể mặt hàng xóm với nhau." Chị ta nghe mình nói thì gân cổ lên cãi: "Mày có bị gì không đấy? Chồng mày lang chạ với ai lại chạy tới tìm tao? Đừng có mà ăn không nói có, cẩn thận tao xé miệng mày ra đó." Tiếng tụi mình nói chuyện cũng khá lớn nên là hàng xóm nghe tiếng liền chạy đến. Thấy mọi người đến cũng đông người, mình liền ném luôn mớ bằng chứng đã in sẵn trong tay xuống trước mặt Hương. Trong đó có ảnh chụp Hương và chồng mình, cũng có ảnh giao dịch mà chồng mình đã chuyển khoản cho Hương. Hỏi phải nói, mặt Hương cắt không còn một giọt máu. Đúng lúc này mẹ chồng mình cũng nghe tin mà chạy tới: "Ôi làng nước ơi, chuyện gì thế này? Ngân ơi là Ngân, sao con lại vu oan người ta vậy con? Con xin lỗi chị Hương đi." Mình nhất định không đồng ý xin lỗi. Thì mẹ chồng mình nhảy dựng lên chỉ vào mặt mình rồi bảo mình đang bôi tro trát trấu lên mặt bà. Bà còn định lao đến đánh mình, nhưng mà mình ỡn bụng lên trước mặt bà. Bà thấy thế thì cũng biết đường mà lùi lại. Mình được thế cũng nói luôn: "Mẹ sợ mất mặt thì mẹ đã không lén lút bao che cho chồng con và cô ta rồi. Đúng là mẹ nào con đó. Mẹ không trong sạch thì con trai cũng không ra gì. Mẹ đừng có chối, con biết rõ chồng con là con trai ruột của ai đấy." Mẹ chồng mình nghe thế thì hoảng hốt. Mình cũng không nói thêm gì nhiều, cứ để mọi người tự đoán thì thú vị hơn. Mẹ chồng mình ngày xưa vốn là con gái của một gia đình khá có điều kiện trong vùng, còn bố chồng mình thì lại là con trai của một gia đình nghèo đơn thân. Từ ngày lấy bố chồng mình, bà luôn chì chiết ông, đổ lỗi cho ông rằng vì lấy ông, vì mang thai chồng mình mà bà ấy phải chịu khổ suốt nhiều năm qua. Bố chồng mình là một người cực kỳ gia trưởng. Ngày đấy ông cưới mẹ chồng mình là vì bà đang mang thai chồng mình. Bao nhiêu năm lấy nhau, mặc dù bố chồng mình khó tính nhưng lại rất yêu thương mẹ chồng mình, chưa bao giờ mà động tay động chân hay nói lớn tiếng với bà quá 3 câu. Có lẽ là ông cảm thấy áy náy với bà vì bà gả cho ông phải chịu khổ nên vẫn luôn nhường nhịn bà. Nhưng tất cả những việc đó đều là vì bà đã sinh cho ông một người con trai. Nếu ông phát hiện rằng bao năm qua ông chỉ đổ vỏ cho người ta, liệu ông có để yên cho bà không? Bố chồng mình cũng đã từng nghi ngờ, nhưng mẹ chồng mình khóc lóc nói không muốn sống nữa, sợ mất mặt xấu hổ, nên bố chồng của mình đành nương theo. Bây giờ mà chuyện đổ vỡ ra thì khó nói lắm. Sở dĩ mình biết được những chuyện này là vì mẹ mình chính là y tá từng đỡ đẻ cho mẹ chồng mình. Mẹ mình đã âm thầm nói cho mình biết, nhưng vì để gia đình yên ấm, mình đã từng nghĩ sẽ chôn chặt bí mật này đến suốt đời.
Không ngờ ngày hôm nay mình lại phải đem chuyện này ra. Về nhà thì mình cũng làm đơn ly hôn đợi chồng mình về ký thôi. Bao năm vun vén gia đình, đến lúc mình nên sống vì mẹ con mình rồi. Xin chào mọi người, cho mình hỏi, khi phát hiện chồng ngoại tình thì mấy bạn làm gì? Đi bắt ghen đúng không? Phải rồi, phải lên máu ghen, phải chuẩn bị dụng cụ, phải hùng hổ lên. Đi đến trước mặt kẻ phản bội và nhỏ tiểu ba kia, một cách quyết liệt mà đánh cho nhỏ bỏ ghét, đúng không? Thì tôi cũng tính vậy, nhưng mà tôi tính không bằng tiểu ba tính nha. Đúng là bọn này bắt trend cũng nhanh thật đấy. Chuyện là thế này, hôm đó khi lén chết được tin nhắn hẹn hò của chồng với tiểu tam, thời gian địa điểm rõ ràng, nhỏ bạn thân của tôi còn đến order bàn ăn cạnh đó để tiện theo dõi tình hình. Tôi thì bận ở nhà mách cúp lồng lộn váy hoa cứ phải gọi là phấp phới luôn. Gặp tiểu tam là phải xinh thì mới có khí thế được. Nhỏ bạn thân khác của tôi thì chuẩn bị đồ nghề nào là muối ớt, nào mắm tôm, chỉ chờ đến giờ là bung lụa. Đấy, đôi cẩu nam nữ vừa ngồi vào bàn, đôi bàn tay vẫn còn hằn lên vết đeo nhẫn cưới. Đấy, vậy mà đang nắm chặt lấy một đôi bàn tay khác. Đôi chim sẻ đang mớm bò bít tết cho nhau, rồi trao cho nhau bao nhiêu lời mật ngọt. Thì chị em tôi tới đây, mà chắc là mách cúp hơi lố, ăn mặc hơi sang, nên đi từ đầu nhà hàng đến cuối nhà hàng, ai cũng phải quay lại nhìn chị em tôi một cách trầm trồ hết. Thề đi đánh ghen mà tôi có cảm tưởng như là tôi đang đi khách quớt vậy á. Tới khi mà lão chồng trăng hoa của tôi phát hiện ra vợ mình đang tiến đến gần thì lão phát hoảng. Nhưng chạy đằng trời cưng ơi, nhóm bạn thân của tôi ngồi ở bàn kế bên đã tiến đến và ấn thằng chả ngồi yên tại chỗ cấm có nhúc nhích. Giờ thì chỉ có nước học đạo giáo mà phi thăng hoặc là cáp mô công thì mới trốn được thôi, chứ không thì chạy đằng trời. Chị em tôi vừa đến trước bàn, nhỏ bồ nhí của chồng tôi đã mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn tôi rồi thẳng thốt: "Ôi ôi, người mẫu cũng đến nhà hàng này ăn hả anh?" "Dạ, người mẫu gì? Ai người mẫu? Ai đến đây ăn?" "Người ta đến để đánh ghen á." Nhỏ tiểu tam lúc này mới ngớ người, hiểu ra vấn đề là nó đang trong tình thế nguy hiểm là bị đánh ghen. Mặt con nhỏ ngơ ngác nhìn tụi tôi, rồi nhìn gã chồng trăng hoa của tôi hỏi một câu ngô nghe vô số tội: "Anh lại còn nuôi mấy con người mẫu làm bồ nhí hả?" Chồng tôi nước nút miếng cái ực, còn tôi thì không giấu được nụ cười thỏa mãn trên môi. "Cưng nói ai người mẫu?" Rồi tôi bị con nhỏ bạn kế bên thục cho một cái trỏ vô eo kèm theo lời nhắc nhở thì thầm: "Nghiêm lên má, mày đang đi đánh ghen, mới được nó khen có tí, đừng có cười hô hố một cách mất giá như thế." Tôi lúc này nghiêm mặt, hỏi lại bằng giọng chắc nịch: "Tôi là vợ hợp pháp của người đàn ông này, cô cặp kè với anh ta đã biết anh ta là đàn ông có vợ chưa?" Rồi cũng trơ trẽn như bao nhỏ tiểu tam khác, con bé vẫn vơ ba cái lập luận cũ mềm kiểu ai không được yêu là người thứ ba. Nhưng cách con nhỏ diễn đạt có phần thú vị lắm: "Chị ơi, chị đẹp như vậy mà anh ấy còn đi cặp bồ, chứng tỏ là anh ấy không có yêu chị rồi. Chị buông tha cho anh ấy đi chị. Chị nghĩ anh ấy xứng đáng với một người phụ nữ body nóng bỏng như người mẫu như chị hả? À mà chị xưng hô chị với tôi hả? Cái mặt gì mà non choẹt à? Biết có chắc lớn tuổi hơn tôi không mà đặt xưng chị?" Trời ơi, tiểu tam nói xong tụi tôi cứng họng. "Tại biết cãi gì giờ? Nhỏ nói đúng quá trời, biết cãi gì đây? Cãi gì đây? Trời ơi, tôi tính đánh nó đó mà lại không có nở luôn." Xong cái nhỏ tiểu tam mắt long lanh lên nhìn tôi: "Mà em cũng không tranh anh ấy với chị làm gì đâu. Chị cỡ hoa hậu vậy mà không giữ được ảnh. Em cỡ này thì thôi, em lượn đi tìm mối khác." Tôi lúc này thỏ thẻ nhìn con bé, bảo con bé nín họng giùm đi. Nhỏ ngơ ngác hoảng vía nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh ngây thơ, xong hỏi nhỏ: "Chị cho em nói thêm câu nữa đi, rồi em im." Tôi lắng tai lên nghe coi nó tính nói cái gì. Ai dè con nhỏ hỏi mình mua nước hoa ở đâu mà thơm dữ vậy. Nãy giờ mình cầm mắm tôm mà em không có thấy khó chịu, mà còn khen cái túi mình xinh, cái váy mình đẹp, đôi bông tai chọn quá hợp với outfit. Tôi nghe xong tôi bật cười thành tiếng, không kìm được: "Im liền đi cưng, im liền. Cưng nói thêm một câu nào nữa là thằng chồng chị sẽ thành người thứ ba đó." Nhỏ tiểu tam ngơ ngác liền. Thằng chồng tôi ngác ngơ. Chỉ có lũ bạn của tôi là hiểu tính tôi quá nên cười rộ lên. Bọn tôi cho lão chồng về trước, lo mà cuốn đồ được cút xéo, chờ người ký đơn ly hôn. Còn tụi bạn tôi với nhỏ tiểu tam ngồi lại ăn bữa cơm thân mật với nhau, rồi bàn về mấy hãng mỹ phẩm với túi sách. Ăn xong tụi tôi còn đi shopping chung cho thỏa nỗi buồn. Tôi buồn vì ly hôn chồng, còn nhỏ tiểu tam buồn vì trót lỡ làm tiểu tam. Nhưng con nhỏ này dễ hôn nha, nói ra câu nào như trót mật vô tai câu đó, chẳng thể giận nó được. Đã thế đi ăn đi chơi xong, nhỏ còn quàng vai tôi nói nhỏ như vậy: "Thôi dù gì cũng lỡ giật chồng chị rồi, để em bù lại cho chị thằng chồng khác chị chịu không? Trai này ngon, cao to, có kinh tế, thừa tinh tế, mà khổ cái em không xài được, tại vì là anh họ của em. Chị cũng đẹp gái, kể như trai tài gái sắc đi, chị chịu luôn." "Chịu không? Ôi trời, tôi chịu lẻ chứ." Thiệt không thể ngờ được có ngày nhóm bạn thân của mình lại kết bạn thêm một thành viên là nhỏ tiểu tam mới ghê chứ. "Tao bảo mày rồi mà mày không chịu nghe. Vợ chồng ở cùng nhau còn chưa ăn ai, đằng này chồng đi công tác suốt ngày,
Ông ấy không nuôi bộ nhí thì tao làm con mày. Cứ mỗi lần gặp em là con Hạnh cứ ra rả mấy câu kiểu như vậy. Nói là đứa phản đối dữ dội nhất khi em quyết định cưới anh Vũ. Chả là anh Vũ chồng em vì đặc thù công việc nên thường xuyên đi công tác trong miền Nam. Một tháng anh ở nhà nhiều lắm được tuần. Còn lại phần lớn thời gian là vợ chồng phải xa nhau. Lúc chúng em chưa cưới không chỉ con Hạnh mà bạn bè em phần lớn đều khuyên em không nên cưới anh Vũ. Mày nghe tao, vợ chồng xa mặt cách lòng. Mà cái giống đàn ông xển vợ ra một cái là đông đưa gái trẻ đẹp ngay. Nhiều thằng còn nuôi thêm vợ ở tỉnh khác ấy chứ. Mày nhắm kiểm soát được chồng mày không? Ai nói gì em cũng mặc kệ. Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn làm vợ anh thôi. Vì anh thương em thật lòng. Thấm thoát em, chúng em đã cưới được 2 năm. Thời gian xa nhau còn nhiều hơn thời gian ở cùng nhau. Ngẫm lại mới thấy, lời mấy đứa bạn em nói đúng thật. Vợ chồng mà xa nhau một thời gian dài, không thể tránh được việc ngoại tình. Nhưng mà người ngoại tình không phải chồng em mà là em mọi người ạ. Cứ nghĩ rằng bản thân có thể mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ, nhưng em lại không thể kiểm soát bản thân mình. Trong một lần dự họp lớp cấp 3, em gặp lại Đạt, mối tình đầu của em. Gặp lại Đạt sau một thời gian dài, em không khỏi ngạc nhiên vì lúc này cậu ấy như một người khác vậy. Không còn là cậu trai cao lêu nghêu gầy gò trước đây nữa. Đạt bây giờ cao to, đẹp trai, cư xử lại điềm đạm, lịch thiệp. Mày đưa trong lớp gặp lại Đạt thì đều há hốc mồm, rồi hít hít em như kiểu muốn nói, giờ thì mày hối hận vì lấy chồng sớm chưa. Ngay khi thấy em, Đạt đã nở một nụ cười rạng rỡ. Chào Quyên, lâu rồi không gặp, dạo này xinh hơn hồi trước nhiều ha. Em cười ngại ngùng như gái mới lớn. À ừ, chào Đạt, 10 năm rồi mới gặp lại, cậu dạo này khác quá, suýt nữa tới nhận không ra. Mấy đứa trong lớp thì biết rõ chuyện em với Đạt từng yêu đương rồi, nên cố tình để hai đứa em ngồi cạnh nhau. Đạt biết em lấy chồng rồi thì ngạc nhiên lắm, cô ấy im lặng một lúc rồi nói. Thực ra tớ đã rất mong chờ buổi họp lớp này để gặp lại Quyên đấy, nhưng tớ không nghĩ là cậu lại lập gia đình rồi. Tiếc thật. Tiếc á? Cậu ấy nói thế là sao? Đạt độc thân đến tận bây giờ là vì em hả? Tự dưng ký ức thời yêu đương hồn nhiên quay trở lại, khiến tim em đập bình bịch. Em sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được mà làm điều có lỗi với chồng, nên chủ động ngồi sang bàn khác. Nhưng dù trò chuyện với những người bạn khác, thì tâm trí em vẫn nghĩ về Đạt và lời nói của cậu ấy. Vì bạn bè lâu ngày không gặp nên em uống khá nhiều. Mấy đứa chơi thân với em cũng say quắc cần câu, không biết trời trăng mây gió gì hết. Em loay hoay mở điện thoại lên để đặt Grab, thì đột nhiên Đạt đến gần, đề nghị đưa em về. Để tớ đưa Quyên về, tớ lái xe nên không uống, giờ cũng muộn rồi, để cậu đi Grab về một mình tớ không yên tâm. Vì Đạt đã tha thiết như vậy rồi nên em cũng ngại từ chối, đồng ý để cậu ấy đưa về. Trên đường đi em và Đạt nói chuyện khá nhiều, vừa ôn lại chuyện cũ vừa tâm sự về cuộc sống hiện tại. Khi nói đến chuyện em và chồng thường xuyên xa nhau, không hiểu có phải vì say không mà em đột nhiên bật khóc nức nở. Đạt vội vàng dừng xe rồi ôm em trấn an, em không thể kiểm soát được bản thân mình mà ôm hôn Đạt. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Đêm hôm đó em đã làm điều có lỗi với chồng mình. Ban đầu em cảm thấy day dứt và dằn vặt vì bản thân đã vượt quá giới hạn. Nhưng dần dần em càng lún sâu vào mối quan hệ sai trái này, em càng thấy cuốn và dứt ra không nổi. Thông thường khi chồng em về nhà, hai vợ chồng sẽ quấn quýt nhau không rời. Nhưng từ ngày bắt đầu mối quan hệ với Đạt, em không còn cảm xúc mãnh liệt khi ở bên chồng nữa. Thậm chí em còn mừng rỡ khi chồng báo rằng có việc bận không thể về được. Khi chuyện này kéo dài được khoảng 6 tháng, em cảm thấy không thể tiếp tục lừa dối chồng được nữa. Em chọn thời điểm thích hợp gọi cho chồng và đề nghị ly hôn. Trái với tưởng tượng của em, anh Vũ bình thản đến kỳ lạ. Anh im lặng một lát rồi nói, có gì đợi anh về rồi mình nói chuyện. Em cũng nói chuyện thẳng thắn với Đạt về mối quan hệ của hai đứa. Em sẽ ly hôn. Đạt sửng sốt khi nghe những gì em nói. Ly hôn? Tại sao chứ? Đừng nói là em ly hôn chồng vì anh nhé. Thái độ của Đạt khiến em khó chịu. Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế? Anh nghĩ vì lý do gì mà em lại sẵn sàng lừa dối chồng mình để qua lại với anh? Đạt có vẻ cố tình lảng tránh. Anh không nghĩ rằng em sẽ làm đến mức đó. Chuyện tình cảm của mình vẫn đang êm đẹp. Em làm thế mang tiếng cả anh và em. Với cả hiện tại anh chỉ cần một người sang sớt lo lắng, đầu ấp tay gối lúc anh khó khăn. Chứ để nói đến chuyện vợ con thì anh chưa nghĩ tới. Mong em hiểu cho anh và cố giữ lấy hạnh phúc của mình. Sau ngày hôm đó, Đạt đột nhiên biến mất không một dấu vết. Em khó chịu đến phát điên, tìm mọi cách để có thể liên lạc lại với Đạt. Sau đó em mới gọi cho một người bạn khá thân thiết với Đạt để hỏi thăm. Em không thể tin những gì mình vừa nghe. Đạt đã có vợ con ở Sài Gòn. Mục đích ra Hà Nội lần này là để mở rộng chi nhánh mới. Hoàn thành xong công việc một cái là lại quay về Sài Gòn ngay. Em sững người, đầu óc tê rần. Toàn bộ những chuyện sai trái mà em đã làm trong 6 tháng qua cứ lướt qua trong đầu như một thước phim. Em đã phản bội người chồng luôn yêu thương trân trọng em, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm này. Cuối tuần này anh Vũ sẽ về để nói chuyện thẳng thắn về việc ly hôn. Không biết anh ấy đã rõ chuyện gì mà cả tuần nay không liên lạc với em. Chỉ gọi qua ông bà để hỏi chuyện con cái. Còn nói em chuẩn bị tinh thần gọi bố mẹ đôi bên, họp gia đình. Khiến em ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyện với Đạt thì toang rồi. Còn Vũ thì giờ em không muốn mất.
Sau vụ với Đạt, em mới rõ ai là người yêu thương và thật sự cần đến mình. Rồi cả các con em nữa. Lỡ giờ vì em mà chúng nó gia đình ly tán, chúng nó có hận em không? Em phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Mong mọi người giúp em với.